vẽ cái bông màu hoa sen màu hồng ha. Hôm nay vẽ hoa sen màu tím tím rồi ha. Theo ý muốn ý thích luôn ha. Thử lửa ha. Thử lửa coi tốt chưa ha. Cũng ngon hả? Hoa sen nhìn là đã rồi đó nha. Hôm qua là hoa sen nhỏ thôi. Bữa nay hoa sen bự luôn nè. Hoa quá đẹp, hoa đẹp. Hiểu vấn đề rồi đó. Nhờ khó tánh lắm mới được như vậy. Dễ quá đâu có được. Cũng phải chặt cà ruột rồi mới được như vậy chứ. Nhiều người vô học cứ tưởng là mình hên á, cái mình gặp người vẽ giỏi á, vô cái người ta vẽ đẹp. Trời ơi, người ta giỏi thì học làm gì? Hoàn toàn là không có vụ ăn may đâu nha. Nhiều người ta biết vẽ rồi, vô vẫn gặp khó khăn. Còn mấy người mà không biết gì luôn á, còn mệt nữa. Ăn đồng tiền mệt mỏi lắm, vất vả lắm, không đơn giản đâu. Dạy qua lo khác, dạy sao giúp cho người ta làm tốt khác. Dạy là lấy tiền xong rồi phủi tay nó khác. Còn đây á, là giúp người ta tới nơi tới chốn đàng hoàng. Miễn sao vẻ đẹp vải thôi, vẻ đẹp áo dài luôn. Có mấy áo dài đem ở đây. Vẻ áo dài càng phái nữa. Ồ, búp đẹp ha.